Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình cùng nhau với mọi người sẽ đập hộp dòng sản phẩm Vanker Jaguar S2000 mới nhất trong năm 2024. Nó có gì thay đổi so với dòng van S1000 những năm trước đây? Thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Trước mình đây là dòng Jaguar S2000 nha. Đó, mọi người có thể thấy thùng tương tự như dòng S1000, không có khác gì hết, chỉ có một cái là khác xíu là nó có cái tem, nó ghi rõ là Jaguar S2000 nè mọi người, nó dán chồng lên đây thôi, đó, chắc là xài thùng cũ của S1000 á, chứ cũng không có thay đổi gì nhiều. Rồi để mình coi xem bên trong nó có thay đổi gì không ha, mình cũng chưa thấy con này nữa, ở đây để mình bỏ xuống đây đi, bỏ xuống đây. Cũng như cũ thôi, nó có một cái giấy gọi là hướng dẫn sử dụng với một cái anten Bluetooth riêng nguồn, đơn giản ha, không có gì. Đây, nhân vật chính này, mút xốp, mình thấy khác rồi đó. Ok, dòng Jaguar S2000 mới nhất, new 2024 nha mọi người. Về tổng quan trước đi ha. Tổng quan trước đi. Đây để mình có con, mình lấy con ngàn ra để mình so sánh luôn cho mọi người dễ thấy. Đây để mình lấy con ngàn ra. Đây. Đó, mình để con ngàn đây là mọi người dễ thấy nè. Rồi. Về kích thước thì không có gì thay đổi nha mọi người. Về kích thước thì không có gì thay đổi. À, nhưng mà thứ nhất là màu sắc nè. Con này là màu vàng nè, vàng gold. Dạng kiểu màu champagne đó mọi người. Còn trên này thì màu đen truyền thống. Màu con này thì nó không có hai cái tai. Con Jaguar này nó có S1000 Platinum ngày xưa nó hai cái tai để mọi người có thể gắn vào tủ rác ha. Còn đây con S2000 này có vẻ như là hãng đã hướng đến cái kiểu sử dụng gia đình. Nó bỏ đi hai cái tai để không, nhưng mà không gắn được tủ rác. Cũng không có lỗ hai bên để mình gắn tủ rác luôn nha mọi người, không có ốc luôn. Thì coi như là con này xác định là khỏi gắn tủ rác, chỉ có để gia đình thôi. Rồi. À, mọi người thấy nè, nút nguồn thay đổi nè. À, nguồn đây là nguồn mập bình thường nè, còn nguồn này là nguồn bấm. À, bấm vô bấm ra. Cái nguồn này thì thật ra nó xịn thì xịn hơn á, nhưng mình không thích lắm nha. Vì cái nguồn này dễ hư lắm. Thì không biết là trên Jaguar thì chất lượng nó làm sao, nhưng linh kiện nó làm sao, nhưng mà mình nghĩ với bảo hành, chính sách bảo hành 3 năm thì ok, cũng chả vấn đề gì mấy này. Được cái nó đẹp hơn, chắc chắn là đẹp hơn rồi. Các nút bấm thì cũng thay đổi hết luôn. Biến trở thì cũng xài biến trở cũ thôi, vặn rất là đầm tay. Nhưng mà cái nút bấm thì nó sẽ hơi khác tí. Đó. Và nút phím xoay này, đó mọi người thấy không? Khác biệt nha. Nó mới nó thay đổi lại. Có cái mặt tiền thì mình nghĩ nó không thay đổi nhiều đâu. Cũng là mod nè, mood nè, neck ray nè. Đây cũng mod, mood, neck ray. Rồi mấy cái đèn USB, Bluetooth, optical, ốc này kia cũng y chang luôn. Các phím này cũng tương tự như nhau, nó thay đổi hết nha. Rồi bên đây thì mic level nè, effect này, hầu hết các vị trí là nó giữ nguyên nha mọi người, nó giữ nguyên, nó không khác gì luôn. Các phím bấm feedback hay không feedback thì cũng như nhau tương tự, nó chỉ thay đổi là cái hình thức bên ngoài và cái nút bấm này, cái xoay này thôi. Đó, không khác gì hết nhá. Mặt tiền là coi như là nó thay đổi về cái mặt tiền, các nút phím chức năng thì thay cái nút nguồn đi thôi, còn lại là bị bỏ hai cái tai. Đó. Còn phía sau thì như thế nào đây? Để mình quay phía sau cho mọi người. Đây, đây là phía sau. Phía sau thì đây. Cũng có anten nè, optical nè. Cũng có aux nè. Tương tự ha. Tương tự. Nút thì khác chút xíu. Thay lại toàn bộ cái dạng nút vặn luôn. Rồi output này kia chữ in lại thôi, không có khác gì hết. Cái hay nhất mà mình được biết ở cái phiên bản mới này á, tức là cái nguồn. Dù là hai cái này nhìn giống y chang nhau, tuy nhiên cái phiên bản S2000 của Jaguar đời 2024 này á thì nó sẽ có 3 phiên bản cho mọi người lựa chọn, tức là sẽ có phiên bản 220V đây như mình đang có đây, rồi nó sẽ có phiên bản 110 và một phiên bản AutoVol nữa. Đương nhiên các phiên bản này thường thì bên mình sẽ bán phiên bản là 220 với AutoVol thôi. Đó, để cho thứ nhất là mọi người có thể sử dụng ở Việt Nam hoặc là mọi người có thể mang đi nước ngoài thì sử dụng được, rất là tiện lợi, đỡ phải thêm mua thêm một cái cục biến áp nguồn ở ngoài mà chất lượng nó không đảm bảo. Đây là hãng nó cung cấp cho luôn và nó nhét vào trong này luôn, nó vừa giải được 110 luôn
vừa xài được điện 220 luôn. Đó, rất là hay. Đương nhiên là bán sẽ bán theo yêu cầu, tức là khi khách hàng nào khách hàng nước ngoài có yêu cầu đặt hàng order hoặc là yêu cầu là mình mang đi nước ngoài xài điện 110 hoặc 220 thì có thể báo bên mình để bên mình giao cho cái hàng nó chính xác theo cái điện. Cái con Jaguar S1000 này khách nước ngoài rất là thích, nên là sau khi em mình nghĩ sau khi cái phiên bản mà chạy được điện 110 này ra mắt thì mình nghĩ là rất nhiều anh chị cô chú anh chị mà thích cái dòng này rất là vui khi đỡ thì mua thêm một cái cụm nguồn nữa. Thật ra bên mình cũng hay mua cái nguồn âu cái đổi nguồn này cho khách á, tuy nhiên là thật ra là chỉ dám mua giùm thôi, vì thật ra là cái sản phẩm đó nó không có xác định được là nó chất lượng như nào, rất là khó đó. Rồi tổng quan thêm xíu nè, ở trên này thì đó mọi người thấy là cái con này nó vàng hết nguyên luôn, hết nguyên con luôn, toàn bộ là màu vàng gold champagne hết. Và đương nhiên là nãy mình quên nói, đương nhiên nha mọi người, vẫn là made in Korea nha. À, tất cả những dòng này là đều made in Korea hết nha mọi người, và bảo hành là bảo hành của Nhật Hoàng này. Và mọi người nhớ nha, Jaguar chính hãng lúc nào cũng là bảo hành 3 năm nha mọi người, lúc nào cũng là bảo hành 3 năm nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm mình, bảo hành rất lâu, thời gian bảo hành rất lâu, rất thoải mái xài, bao xài luôn đó. Và dòng Jaguar S2000 Platinum phiên bản 2024 này sẽ có giá từ khoảng, nếu mình nhớ không nhầm, thì khoảng hơn 6 triệu một tí, tùy theo phiên bản nha mọi người. Phiên bản 220 hoặc là AutoVol nó sẽ chênh lệch nhau thẳng khoảng vài trăm ngàn. Thì mọi người có thể gọi đến số hotline của Thiên Vũ để mọi người nhận giá cụ thể nhất nha mọi người. Clip lần này đến đây thì hết rồi. Nếu mọi người có thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình làm nhiều clip hơn trong thời gian tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn mọi người. Bye bye.